mang tới các bạn một cái sự bất ngờ, một cái amplay rất là rẻ luôn, nguyên riêng toàn bộ, chỉ có 2,7 triệu thôi nha các bạn. Victor AXS700 là con amplay mình sẽ giới thiệu các bạn ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì mình giới thiệu mình có cái dịch vụ là bán USB ổ cứng chép sẵn nhạc. Một cái USB như vậy là 128GB, giá 800.000. Còn một cái ổ cứng như thế này là 1000GB, giá 2 triệu. Các bạn có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì liên hệ mình nha. Bạn mua về có thể chơi qua TV, chơi qua đầu dây mã có chức năng đọc USB ổ cứng, chơi qua máy tính, chơi qua amplay. Đây, cái con amplay này thì nguyên riêng toàn bộ, mặt tiền đẹp, ở trên này thì có vài cái trầy nhỏ, trầy 4 sò thang lớn này. Cái này gọi là con domino á, 4 con này giống như của 7800. Cái tăng phô của này thì cái tăng phô này nó hơi ố nè bạn, nó tại vì nó tiếp xúc với bụi nên nó hơi ố. Còn lại là rất là đẹp, có lâu nét luôn này, nên rất là hay luôn nha các bạn. 2,7 triệu thôi, thì các bạn nếu đang có một cái cặp loa mà cái điều kiện tài chính nó không nhiều để chúng ta mua amplay thì chúng ta mua con này rất là ok, được sản xuất tại Nhật Bản luôn nha các bạn, chỉ 2,7 triệu thôi, made in Japan. Rồi. Đánh được loa từ 4 đến 16 ohm. Đó, 4 đến 16 ohm nha. Rồi bây giờ mình test nhạc luôn nha các bạn. Test nhạc luôn nha các bạn nha. Thank you.
xin trời vui.